Hơn này rồi thì mọi người đấy nhìn cô em gái mình là biết da rẻ đẹp hơn đấy, vóc dáng là nở nang hơn đấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người chi tiết về cái cách làm của món này. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào làm nhé. Xin chào mọi người, không biết mọi người có còn nhớ mình là ai không nhỉ? Mình là Vân, là em gái của anh Toàn và mình có cùng anh trai của mình quay một cốc nước ép dứa, cà rốt và táo vào tập trước ý. Thì sau một tuần mà Vân sử dụng thì Vân thấy da của Vân đẹp lên rõ rệt luôn, không còn mụn nữa và sức đề kháng tăng lên rất là nhiều. Thì hôm nay Vân tình cờ Vân vừa đi chợ và mua được một bó cải bó xôi. Thì Vân có nhớ là anh trai của Vân bảo là uống nước ép này rất là tốt bởi vì là Vân là một người bị đau dạ dày ý. Và anh trai Vân bảo là uống cái này thì sẽ giảm bớt được đau dạ dày, thải độc và làm mát gan. Vậy thì bây giờ Vân cùng gọi ông anh trai của Vân ra và cùng làm cốc nước ép này cùng với Vân nhá. Anh đi xuống đây, chạy cho em. Đứng lên vào đây cùng với em. Ra đây giúp em làm cái này đi. Chết rồi này, thấy chưa? Anh suốt ngày chơi game thôi. Làm cái gì nhỉ? Đây, hôm nay anh cùng em làm cốc nước ép. Thì à, anh đang quay hả? Đúng rồi. Hello mọi người. Rồi, hôm nay em đang làm món gì? Thì hôm trước anh có làm cốc nước ép cải bó xôi cho em ấy. À. Em đang không nhớ là nghiền, gì món đấy. Nghiền món đấy, món đấy. Chứ sao. Món táo cà rốt về thiếu hôm trước ngon không? Em uống hơn một tuần nay. Anh nhớ là hôm trước anh vừa mua một ít cà rốt về để tối nấu canh. Mà cô bỏ ra cô ép rồi đúng không? Đâu. Thảo nào tối đấy không có mẹ mắng anh. Đấy. Ok, thì hôm nay là muốn uống cái món cải bó xôi đúng không? Món này thì nó rất là tốt, tốt cho ai mà bị bệnh dạ dày, giúp thanh lọc cơ thể đấy, và có thể mát gan tại vì nó có tính chất của rau mà, nhiều chất xơ. Thì hôm nay mình cũng tiện thể mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái món này luôn. Thì món này mình sẽ mix dứa, táo và cải bó xôi. Thì kết hợp là cũng sẽ chia sẻ cho cô em gái mình luôn, tại vì cô em gái mình bị hiện tượng đau dạ dày. Thì sau một thời gian mà mình nghỉ ở nhà, mình cũng ngày nào mình cũng ép cho cô em gái mình một cốc, kết hợp là mình và gia đình cùng uống thì thấy là cũng cải thiện khá nhiều, thấy là ăn uống tốt hơn này. Rồi thì mọi người đấy nhìn cô em gái mình là biết da rẻ đẹp hơn đấy, vóc dáng là nở nang hơn đấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người chi tiết về cái cách làm của món này. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào làm nhé. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đi vào làm chi tiết món này. Thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái định lượng của các cái loại hoa quả. Tiếp theo là để cho em gái mình sẽ thực hành làm, tại vì mình sẽ không hỗ trợ làm nữa, để cho chủ động lần sau thôi. Đấy, lúc nào cũng gọi anh trai rất là bận việc đấy, đang con bát giỏ. Ok, thì đầu tiên ở đây mình sẽ sử dụng là cải bó xôi này mọi người này. Rau cải bó xôi thì để mà loại rau cải mà ngon ấy thì mọi người nên sử dụng cái dòng cải bó xôi mà trồng bằng hữu cơ. Mọi người có thể mua ở các cái cửa hàng chuyên rau củ quả đấy, hoặc là vào các cái siêu thị lớn. Thì tiếp theo mình sử dụng ở đây là dứa và táo. Táo thì mình sử dụng là táo giòn nhập khẩu. Định lượng chi tiết của ba loại hoa quả này, rau và hoa quả, mình sẽ chia sẻ như sau. Thứ nhất là dứa, mình sẽ sử dụng ở đây là 100g dứa. Em cân đi em. Cân mà cho 100g dứa. Mình rất nhiều này thì uống ngon mà anh. Để mà một cốc nước ép hoa quả mà uống ngon ấy, thì mọi người chỉ nên kết hợp từ 2 đến 3 vị hoa quả thôi. Thì chúng ta uống thì sẽ cảm nhận được hết cái vị của hoa quả, kết hợp là nó sẽ hòa quyện với nhau ngon hơn. Mọi người mà ép nhiều loại hoa quả với nhau thì nó có thể là uống nó sẽ hơi ngang và vị hoa quả nó sẽ bị lẫn lộn quá, nó không rõ vị hoa quả. 150g dứa chưa? Rồi, đây mình được 127g mà. Đây. Cô lại ăn bớt rồi. Ok. Tiếp theo sử dụng cho anh là 150g táo. Thế hôm nay em điêu luyện hơn. Như anh vừa sai sao anh bảo là 150g dứa. 100g dứa. Thế thì lại thừa rồi. Đấy, cô lại cân ra đi. Cô lại cân ra đi. Đây, đúng rồi. Thấy chưa? Mèo nhớ con anh đấy. Ừ. Lấy cho anh táo đi. Anh đang chia sẻ cho cô mà cô cứ cãi anh nhỉ. 150g, dùng quả to hơn. Đấy. Rồi, ok, chuẩn luôn, 155g. Được, đây, để vào đây. Tiếp theo là cải bó xôi, thái nhỏ ra, sau đó là cho vào cân. Bao nhiêu anh? Cải bó xôi ở đây chúng ta chỉ sử dụng 50g thôi. Cẩn thận nó rơi ra này.
Tháng nhỏ ra, tháng nhỏ ra. Đây, mình lấy cho cô một cái cốc 1 cân. Không cần nhỏ quá đâu. Thái bằng kiểu khúc ấy, bằng một ngón tay là vừa. Đấy, dài dài một ngón tay. Rồi, để đây. 50g. 40g rồi. Thêm đi. Thấy anh em điêu luyện chưa? Rồi, anh thấy vui hơn rồi đấy. Ngoan rồi đấy. Chịu khó tìm hiểu và tự phục vụ mình anh vui rồi. Thì đã được. Rồi, bây giờ lại tiến hành ép đi em. Bật máy ép lên. Món này thì chúng ta sử dụng cái rau cải bỏ xôi. Mọi người mua về mọi người nên ngâm qua nước muối cho mình. Tại vì nó là bản chất là uống nước ép rau sống mà, để cho nó đảm bảo. Cái gì vậy em? Cái để ép đồ. Cái đây. Rồi ép đi, em cho rau vào trước, sau đó em sẽ cho hoa quả vào sau. Đây, mở ra đấy. Em cho một chút vào, đi một vào, em đưa ra ngoài. Đấy. Tiếp đến là cho dứa và cho táo vào. Cho cùng luôn hả? Ừ, em muốn cho cái nào trước cũng được, cho cùng luôn. Tại vì em cho hoa quả vào sau ấy, thì nó có cái độ nén rau xuống. Tại vì em chỉ thả rau vào không thôi, thì cái máy ép mà trên thị trường thì dòng máy ép nào vậy thôi. Rau nó khá là nhẹ, sẽ không vào được cái phần trục ép để nó ép ra. Hình như là anh biết em thích ăn dứa hay sao ấy nhỉ? Anh hay ép. Tại vì anh thấy đơn giản là cái món táo dứa và rốt anh chia sẻ cho em thì em uống cái đấy rất là nhiều. Và hầu như là chưa thấy cô bảo là chán bao giờ. Em mận quả táo thôi. Sau một tuần sử dụng cái máy này rồi mà vẫn không thể tin được là em nó có thể xanh hết vào một quả táo to như thế này mọi người. Tại vì cái phần họng em nhìn này, phần họng chứa hoa quả rất là to. Thì nó sẽ giúp giảm cái thời gian mà chúng ta ép hoa quả mà chúng ta không phải thái. Đấy, không phải cắt nhỏ. Chỉ có rau là mọi người phải thái nhỏ ra thôi. Tại vì rau đôi khi là mình để cả một cái đấy, cọng rau nó dài như này ấy. Nhất là rau nó có cái tình trạng nó bị nhiều chất xơ nó dai. Đấy, mình cho vào mà mình không cắt nhỏ ra thì nó ép nó sẽ hơi khó ép. Đấy, thì với cái định lượng này thì chúng ta sẽ được là 350ml nước cốt sau khi chúng ta ép xong. Rồi, bây giờ em sẽ thế này, em cho một chút muối tinh vào để chúng ta uống cái món nước ép hoa quả này sẽ đậm vị hơn. Nhất là các loại hoa quả mà chúng ta kết hợp với rau ấy thì mọi người nên tăng cho mình thêm một chút muối lên. Tại vì bản chất rau mà khi chúng ta ép xong, nếu mà anh chị nào muốn không quen ấy thì sẽ cảm thấy là nó hơi bị ngái và khó uống, nó hơi lợm một chút ấy. Cho nên mọi người cho thêm muối vào cho mình để nó tăng cái vị đậm của muối lên. Lưu ý là không nên cho quá nhiều, nó thành ra mặn mất. Đấy. Rồi, ok, em sẽ lấy đá. Rồi. Wow, mọi người thấy không? Nước ép màu xanh. Đấy, rất đẹp. Wow. Thơm mùi rau cải xôi. Mùi dứa thoang thoảng kết hợp cùng luôn. Mùi táo nó hơi nhẹ một chút. Tại vì thường thì cái vị của táo mọi người ép ra nó nhẹ mà. Cái món này chúng ta chủ yếu là lấy cái vị của dứa và cái hương thơm của táo kết hợp là cái vị của cải xôi. Đấy, uống nó rất là hay. Người em muốn thử nhá, em muốn uống lắm đấy. Tuyệt vời các bạn. Khi uống thực tế này ấy, thì mình không cảm nhận thấy cái vị đây là đang uống rau. Tức là cái vị dứa và cái hương thơm của táo sẽ nổi hơn rau rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại nó sẽ bổ sung cho chúng ta rất nhiều cái hàm lượng chất xơ và vitamin ở trong rau đấy, và táo dứa. Ok, thì đối với cái món này thì mình cũng muốn là chia sẻ mọi người cách làm, mọi người có thể tự làm tại nhà.
thì trong cái thời điểm mà đang dịch như này thì nó sẽ giúp cho mọi người là tự gì chăm sóc cơ thể mình, tăng sức đề kháng để chúng ta cùng vượt qua được cái đợt đại dịch này và mọi người đều có một sức khỏe tốt. Sau đây mình xin phép và kết thúc clip và hẹn mọi người trong các clip tiếp theo.